Xin chào các bạn, công ty OBD Việt Nam chúng tôi hôm nay thực hiện một video để trả lời câu hỏi mà gần đây nhiều khách hàng đã hỏi, đó là liệu máy MT100 chuyên chẩn đoán cho những dòng xe máy như thế này có chẩn đoán được cho những dòng xe mới đời 2015 hay không. Thì chiếc video này sẽ để chẩn đoán cho dòng chiếc Jupiter hãng Yamaha này, và với một phiên bản mới nhất vừa được cập nhật trong vòng 24 giờ là phiên bản 2.V45. Thì đối với phiên bản này, Jupiter này đang phát sinh lỗi này. Thì hiện tại thì đèn sắc của chiếc Jupiter này đang báo lên. Vậy thì để thực hiện chẩn đoán cho dòng xe này, chúng ta là gắn cáp chẩn đoán. Và đây là chiếc cáp được dùng để chẩn đoán cho dòng Yamaha. Thì ta sẽ cắm một giác nối và cắm chiếc cáp, cái giác nối này vào. Thì được cung cấp với hai cáp nguồn mà ta sẽ cắm vào chiếc máy chẩn đoán này. Thì, như các bạn đã thấy thì với phiên bản này là phiên bản V245, chúng ta có thể tham khảo phiên bản ở mục này. Đây là phiên bản hiện tại của chiếc máy này, phiên bản mới nhất V.245. Thì khi đã thực hiện chẩn đoán cho dòng xe Yamaha, ta xem có những dòng xe này có những gì mới khi vào dòng Yamaha như thế này. Thì ta thấy là so với một phiên bản cũ, ở đây ta có thêm là nhiều lựa chọn hơn và hầu như là gấp đôi với lựa chọn cũ, đó là thực hiện đọc mã lỗi, xóa mã lỗi và xem dữ liệu ECU. Thì khi mà động cơ xảy ra lỗi thì chúng ta sẽ chọn mục này và thực hiện theo yêu cầu, đó là tắt khóa điện chính, chọn sử dụng nút Enter để chọn đồng ý và bật chiếc khóa điện on lên. Đây là chờ máy đọc dữ liệu. Khi mà để xác định là xem đây lỗi này có phải là lỗi lịch sử, đây lỗi này có phải là lỗi lịch sử hay là lỗi hiện tại, thì đối với lỗi lịch sử thì nó sẽ không báo lỗi. Và đây là lỗi hiện tại, thì đây là động cơ nó sẽ đã có lỗi. Thì để thực hiện chẩn đoán, ta vào chức năng chế độ chân dạng. Cũng thực hiện theo yêu cầu. Tắt khóa điện chính, chọn đồng ý và mở khóa điện lên. Thì khi bây giờ ở trong chế độ này, chúng ta thấy ở mục S trên D đã báo lên là mã lỗi 28. Thì đối với mã lỗi này, ta bấm nút Enter. Thì đây là nó báo là lỗi cảm biến nhiệt độ động cơ. Thì đối với cái dòng máy này, nó sẽ cho ra là chính xác mô tả bằng tiếng Việt. Mô tả bằng tiếng Việt là nhiệt độ này, là nhiệt độ động cơ là xảy ra lỗi ở cảm biến. Thì chúng ta sẽ là thực hiện sửa chữa lỗi cảm biến này. Thì ở đây chúng ta sẽ là sửa chữa mà. Khi đã hoàn thành được việc sửa chữa, chúng ta là vào lại chế độ đơn giản. Ngay thời điểm hiện tại thì mã lỗi này đã không còn nữa, nhưng nó sẽ vẫn lưu lại trong hệ thống và vẫn báo đèn check. Do đó chúng ta sẽ vào lại chế độ đơn đoán, cũng thực hiện như hướng dẫn là tắt khóa điện chính và mở khóa điện chính lên. Đây. Trong khóa điện chính này, các bạn cũng thấy xem được data hiện tại của cái dòng xe này. Đây là góc mở bấm ga. Này áp lực gió, nhiệt độ khí nạp và nhiệt độ điện áp bình ắc quy và nhiệt độ động cơ. Và chúng ta sẽ thực hiện chế độ kích hoạt để kiểm tra xem những hệ thống này còn hoạt động tốt hay không. Thì khi ban nãy đã xuất hiện lỗi của là nhiệt độ động cơ, thì hiện tại bây giờ nó sẽ đó nhảy vào thể loại là lỗi lịch sử. Thì đối với mã lỗi này, chúng ta sẽ thực hiện xóa.
Rồi, khi đã thực hiện xóa xong, ta đã là hoàn thành việc chẩn đoán của xe. Thì bây giờ ta sẽ lắp ráp lại giắc chẩn đoán và xem là xe còn bảo lỗi không. Như các bạn đã thấy, thì khi đã thực hiện chẩn đoán với máy đọc lỗi MT100 thì hiện tại lỗi đó không còn nữa. Và chúng ta thực hiện sửa chữa, việc sửa chữa những dòng xe bây giờ đã được hoàn thành. Thì xin cảm ơn các bạn đã xem video này.